Trong chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Washington đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev và khẳng định sẽ tăng cường ngoại giao. Cuộc gặp ở Kiev ngày 25 tháng 4 là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Mỹ kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói với Tổng thống Ukraine rằng Mỹ sẽ cung cấp 300 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự và đã thông qua việc bán đạn dược trị giá 165 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi đã quay lại vì các bạn, vì lòng dũng cảm phi thường và khả năng lãnh đạo của các bạn. Chúng tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây. Tổng thống Joe Biden nói chúng tôi cần có những hành động kịp thời để thể hiện sự ủng hộ với Kiev. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thúc đẩy những cuộc đối thoại quan trọng giữa hai bên. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui khi được trực tiếp gặp mọi người. Trước đó, chúng ta đã được trò chuyện trực tuyến, nhưng gặp trực tiếp vẫn tốt hơn. We've gotten used to seeing you on video around the world, but it's good to see you in person. Thưa ngài Tổng thống, tôi cũng đồng ý với ý kiến của ngài Ngoại trưởng. Thế giới đã thấy được lòng can đảm, sự quyết tâm và chuyên nghiệp của ông. Những gì ông đã đạt được trong cuộc xung đột là điều phi thường. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách có thể, như ông có thể thấy xuyên suốt từ đầu cuộc xung đột, là cam kết hỗ trợ an ninh trị giá hàng tỷ đô la Mỹ bên cạnh những khoản hỗ trợ mà chúng tôi đã cam kết. Tôi cũng xin thông báo với ông rằng khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ triệu tập một cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng. Tất cả họ đều ủng hộ Ukraine. Và chúng tôi sẽ thảo luận dựa trên kết quả của cuộc gặp hôm nay. Từ đó, tìm hiểu xem chúng tôi còn có thể giúp đỡ gì thêm nữa để người dân Ukraine có thể thấy rằng chúng tôi đang cố gắng bằng mọi cách để hỗ trợ mọi người. Bộ trưởng Austin và Ngoại trưởng Blinken đã công bố tổng cộng 713 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh cũng như các đối tác, trong đó có khoảng 322 triệu đô la Mỹ dành cho Kiev. Phần còn lại sẽ được chia cho các thành viên NATO và các nước khác đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo các quan chức Mỹ, khoản viện trợ mới cùng với việc bán 165 triệu đô la Mỹ đạn dược tương thích với vũ khí thời Liên Xô mà Ukraine sử dụng đã nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên 3,7 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xảy ra chiến dịch quân sự. Giới chức Mỹ tin rằng khoản hỗ trợ mới sẽ đáp ứng ít nhất một số yêu cầu khẩn cấp của Ukraine về việc được giúp đỡ nhiều hơn. Họ cho biết thêm các loại pháo mới, bao gồm cả lựu pháo, sẽ tiếp tục được chuyển giao cho quân đội Ukraine với tốc độ nhanh chóng. Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố việc đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ tiếp theo của Mỹ tại Ukraine. Ông Blinken cũng nói với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine rằng các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ hiện đã đóng cửa ở Kiev, đã chuyển đến Ba Lan từ các văn phòng tạm thời ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine, và sẽ tới Lviv trong những ngày tới. Các quan chức cho biết Mỹ đã xem xét các điều kiện an ninh ở thủ đô Kiev và Bộ Ngoại giao sẽ mở lại Đại sứ quán ở đó ngay khi tình hình cho phép. Cuộc gặp này tuy mang ý nghĩa biểu tượng nhưng cũng đem lại nhiều thành quả thực tế. Như chúng tôi đã cam kết về tăng cường ngoại giao, Mỹ sẽ đưa các nhà ngoại giao của mình trở lại Ukraine, có thể là ở Lviv, rồi sau đó chuyển về Kiev. Việc này có thể sẽ mất nhiều tuần, nhưng tôi sẽ thông báo bắt đầu công tác này vào ngày mai. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đề cử cô Bridget Brink làm tân đại sứ Mỹ tại Ukraine. Nhiều người ở đây cũng đã tiếp xúc với cô Bridget. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành một đại sứ tuyệt vời.
Nhân đây, tôi cũng xin công bố những khoản hỗ trợ khác của Mỹ, bao gồm các khoản hỗ trợ tài chính quân sự mà Ngài Austin có thể giải quyết. Chúng ta sẽ cùng xử lý các vấn đề trong cuộc họp hôm nay. Thưa quý vị, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2022, tình hình thiên tai dự báo diễn biến hết sức phức tạp và có nhiều dị thường. Khả năng sẽ xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng từ 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở trên khu vực Biển Đông, với thời gian kéo dài gây mưa nhiều hơn so với bình thường. Theo đó, sự dị thường của thời tiết được thể hiện ngay trong đợt mưa lũ lớn trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, từ ngày 30 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4 vừa qua. Theo thống kê 10 năm gần đây nhất, đây là đợt mưa lớn trái mùa hiếm gặp gây ngập lụt diện rộng ở khu vực Nam Trung Bộ, nhất là trong tháng 3. Đặc biệt, đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19 đến 24 tháng 2 tại các tỉnh miền Bắc đã khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 0 độ C, một số nơi xuống tới âm 1,4 độ C, trở thành đợt không khí lạnh mạnh nhất trong 40 năm so với cùng kỳ gần đây, gây thiệt hại lớn về gia súc, gia cầm cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Theo Bộ Y tế, dịch bệnh trong nước vẫn được kiểm soát trên phạm vi cả nước và có nhiều diễn biến tích cực khi có xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường ở trên thế giới, không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cho ý kiến về phương án điều chỉnh việc khai báo y tế tại cửa khẩu. Cụ thể, Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị địa phương cho ý kiến về phương án điều chỉnh việc khai báo y tế tại cửa khẩu theo hướng thuận lợi hơn nữa cho người nhập cảnh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị tạm ngưng khai báo y tế với người nhập cảnh tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bởi khai báo y tế dẫn tới tình trạng ùn ứ tại sân bay vào thời gian cao điểm. Hiện theo quy định của Bộ Y tế, người nhập cảnh theo đường hàng không phải có xét nghiệm âm tính real-time PCR trừ trẻ em dưới 2 tuổi trong 72 giờ hoặc 24 giờ đối với test nhanh. Trước khi nhập cảnh, khách phải khai báo y tế trên tờ khaiyte.vn. Việc này gây ùn ứ những lúc nhiều chuyến bay đến do nhiều người làm khai báo không đúng, phải làm lại nhiều lần khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn. Thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định. Trong đó thì mức điểm tối thiểu cho chứng chỉ IELTS là 4.0. Cụ thể, các trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi môn ngoại ngữ gồm có các thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ và những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, có thể trùng hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học ở trường, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6 tháng 7 năm 2022. Các chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận gồm có IELTS 4.0, TOEFL ITP 450 và TOEFL IBT 45. Các chứng chỉ ngoại ngữ khác cũng quy định mức điểm tối thiểu để miễn thi tốt nghiệp ở mức thấp. Khi được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngoại ngữ, thí sinh sẽ được tính 10 điểm ở môn này để cộng vào điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin này khiến nhiều người cho rằng tỷ lệ học sinh đạt chứng chỉ IELTS 4.0 và miễn thi tiếng Anh trong thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ ở mức cao do chỉ cần học chắc kiến thức, kỹ năng ở chương trình trung học phổ thông thì học sinh lớp 12 đã có thể đạt được mức điểm này. Hiện nay trên mạng xã hội, một số trang web xuất hiện một số điện thoại mạo danh tổng đài chăm sóc khách hàng ngành điện, tiếp nhận và trả lời khách hàng các thông tin về ngành điện, hướng dẫn khách hàng liên hệ tổng đài chính của ngành điện để trục lợi phí cước của khách hàng. Cụ thể, xuất hiện một số số điện thoại và trang web giả mạo tổng đài điện lực Long An để trục lợi phí cước của khách hàng sử dụng điện tại tỉnh Long An. Khi gọi đến các số điện thoại giả mạo này, khách hàng sẽ bị tính cước phí rất cao, từ 5.000 đến 8.000 đồng một phút, mà không được giải đáp thông tin hoặc giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện. Ngoài ra, trang web này còn giới thiệu chỉ đường link đến tổng đài của nhiều điện lực tỉnh khác như Hậu Giang, Đồng Tháp, Hải Dương, cùng với một nội dung giới thiệu hướng dẫn dịch vụ của ngành điện. Cuối nội dung giới thiệu là số tổng đài giả mạo 1900-299-202. Do đó, Tổng Công ty Điện lực miền Nam cảnh báo, khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh thành phía Nam
từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khi có bất cứ yêu cầu nào về điện, cần giải đáp hoặc hỗ trợ, chỉ cần gọi đến duy nhất hai số tổng đài 1900 1006 và 1900 9000 hoặc truy cập trang web cskh.vnspc.vn hoặc ứng dụng trên Zalo để được hướng dẫn kịp thời, tránh bị đối tượng xấu trục lợi. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá nhà ở nước ta cao hơn 20 lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Trong khi đó thì các nước công nghiệp phát triển, chỉ số này chỉ cao gấp 6 đến 7 lần thu nhập. Điều này khiến cho nhiều người Việt khó sở hữu được nhà ở. Cụ thể, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thị trường bất động sản đang rất thiếu nguồn cung nhà ở, nhất là loại nhà ở thương mại bình dân và nhà ở xã hội. Tình trạng thị trường vừa bị mất cân bằng cung cầu, vừa bị mất cân đối lệch pha về phía phân khúc nhà ở cao cấp thể hiện rất rõ trong 2 năm gần đây, khi mà loại nhà ở giá bình dân chỉ chiếm 1% trong nguồn cung nhà ở mới năm 2020 và biến mất trong năm 2021 với 0%, trong lúc nhà ở cao cấp chiếm tới 74%. Đây là hai loại nhà đáp ứng được nhu cầu thực của đông đảo người thu nhập trung bình và người thu nhập thấp ở đô thị, nhưng do thiếu cung trong lúc tổng cầu rất lớn, dẫn tới tình trạng nhà đất tăng liên tục trong hơn 5 năm qua về giá. Để kéo giảm giá nhà ở trên thị trường bất động sản, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, phải có giải pháp làm tăng nguồn cung nhà ở bình dân. Song song với đó, cũng cần ban hành mới sắc thuế đánh trên hành vi chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đất ở. Thưa quý vị, tình trạng xâm thực bờ biển tại các tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Mekong ngày càng trở nên nghiêm trọng trong những năm gần đây, khiến cho toàn khu vực mất đi hàng trăm hecta đất và rừng phòng hộ ven biển mỗi năm. Trước thực trạng này, đòi hỏi các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn cũng như là chính quyền các cấp phải gấp rút tìm các giải pháp để ngăn chặn tình trạng xâm thực bờ biển ở khu vực đồng bằng sông Mekong hiện nay. Tỉnh Tiền Giang là một trong số các địa phương có bờ biển bị xâm thực ở mức độ nghiêm trọng thời gian gần đây. Trong đó, ở khu vực Cồn Cống thuộc huyện Tân Phú Đông và khu vực Tân Thành thuộc huyện Gò Công Đông là những địa bàn bị xâm thực bờ biển mạnh nhất với hàng chục mét chiều sâu bờ biển mỗi năm. Điều này khiến cho đời sống sinh kế cũng như sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân ven biển ngày càng bị đe dọa. Mấy năm gần đây thì do cái sạt lở bờ biển nó xảy ra rất là lớn và nó phức tạp. Đặc biệt như chúng ta biết là Gò Công những năm 2000 thì nó sạt lở với tốc độ hàng trăm mét một năm. Rồi ở Cà Mau thì những năm vừa qua thì là tốc độ nó sạt lở cái rừng ngập mặn mất gần 500 hecta một năm. Trong suốt thời gian từ những năm sau vậy thống nhất đất nước đến giờ thì chính quyền và nhân dân khu vực vùng bị sạt lở này hết sức vất vả. Có những năm thì vào những ngày Tết thì xe máy của nhiều công ty đã tập trung vào đây nhưng mà vẫn không chống nổi với cái sạt lở bờ biển. Người dân phải vất vả, có lúc phải bỏ chạy rồi phải đưa tới cả lực lượng quân đội xuống để cứu hộ, đặc biệt là trong những năm mà có bão. Trước thực trạng đó, để ngăn chặn hiệu quả nạn xâm thực bờ biển, đồng thời giúp tái tạo hệ sinh thái tự nhiên, tiến tới tái lập không gian rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, nhiều giải pháp, sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn. Trong đó, công nghệ đê giảm sóng kết cấu rỗng TC1 và TC2 bảo vệ bờ biển của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đang được ứng dụng thực tế tại bờ biển khu vực Tân Thành và khu vực Cồn Cống của tỉnh Tiền Giang. Ưu điểm của tuyến đê giảm sóng kết cấu rỗng là giảm tác động lên bờ biển, tiêu tán năng lượng sóng nhờ vào độ rỗng bề mặt cấu kiện, giảm sóng phản xạ và áp lực lên thân đê. Ngoài ra, kết cấu rỗng và có lỗ ở bề mặt cho phép bùn cát từ bên ngoài vận chuyển qua thân đê, tạo bồi lắng ở phía sau, đồng thời che chắn cho cây non sinh trưởng. Mặt khác, kết cấu này ít cản trở đến quá trình di chuyển của động thực vật dưới nước, thuận lợi cho quá trình trao đổi môi trường trước và sau đê. Sau khi công trình gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng ngập mặn, thì kết cấu này có thể tái sử dụng, di rời sang vị trí mới để tiếp tục gây bồi, tạo bãi mở rộng đất đai.